Anh Huỳnh Quang Vinh có cơ duyên gặp gỡ và quen biết bà Emma khi anh mở cửa hàng ăn nhỏ gần nhà bà xã. Ngày ấy, cả nhà Emma thường đến cửa hàng nhà anh Vinh ăn tối. Và Emma đã phải lòng anh chàng Việt Nam này từ lúc nào không hay. Sáng nào khi dắt hai chú chó cưng đi dạo qua cửa hàng nhà anh Vinh, cô cũng thường cố ý liếc vào để tìm kiếm gương mặt quen. Và để có cơ hội gặp mặt, cô thường xuyên đề nghị bố mẹ đến nhà hàng của anh để ăn tối. Trước khi vào phần xem video, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Bốn chàng trai Việt lấy vợ Tây xinh đẹp và quyến rũ. Chuyện những cô gái Việt cưới chồng Tây vốn chẳng phải điều gì lạ lẫm, hay có thể nói là khá quen thuộc với nhiều người. Thế nhưng khi một cô gái Tây quyết định yêu và cưới một anh chồng Việt thì lại là điều khiến không ít người đặt câu hỏi tại sao. Bởi hầu hết họ đều có chung suy nghĩ, đàn ông Tây vốn rất tốt và ga lăng hơn đàn ông Việt. Và hãy cùng điểm qua bốn câu chuyện trai Việt lấy vợ Tây sau đây để thấy trái đất tròn không gì là không thể nhé. Như Phương. Cách đây 8 năm, Elise Lê đã bén duyên với mảnh đất Đà Nẵng trong một tháng hè dạy tiếng Anh khi tình nguyện ở đây. Khi đó, Elise đang là sinh viên ngành giáo dục của Đại học Seattle. Sau một tháng dạy tình nguyện, Elise buộc lòng phải trở về quê nhà để tiếp tục công việc học còn dang dở. Vì đã phải lòng Đà Nẵng và cảm thấy đây là thành phố đẹp nhất, nên Elise đã không ngừng tiếc nuối khi lên máy bay về nước. Về Mỹ và tiếp tục học năm cuối đại học cho đến lúc trước tốt nghiệp, Elise lại có cơ hội trở lại mảnh đất cô vấn vương khi nhận được email mời làm việc từ một trường quốc tế ở Đà Nẵng. Ngay lập tức cô gái này nhận ra đây chính là con đường cho mình. Trong một buổi cắm trại với các bạn, Elise quen với Lê Thân Như Phương. Chàng trai đã hoàn lương sau những năm tháng tuổi trẻ nghiện ngập. Giờ anh đã tìm thấy lẽ sống trong các hoạt động thiện nguyện. Thời điểm quen nhau, anh đang là cán bộ dự án cho một tổ chức phi chính phủ của Mỹ. Hằng ngày chăm sóc, dạy dỗ trẻ mồ côi, trẻ em đường phố. Elise không phục nghị lực làm lại cuộc đời của Như Phương, còn anh lại ấn tượng với lý do đưa cô gái Mỹ đến Đà Nẵng. Những câu chuyện về văn hóa, món ăn, cảnh vật và con người Đà Nẵng đã rút ngắn khoảng cách giữa chàng trai bản địa và cô gái ngoại quốc. Sau buổi gặp đầu tiên, hai người tiếp xúc với nhau nhiều lần khác ở các hoạt động cộng đồng. Thấy cô gái Mỹ không ngại ôm và nô đùa với các em bé, Phương càng quý mến. Một buổi chiều, Phương đón Elise trước cổng trường, hứa sẽ cho cô một bất ngờ. Chàng trai chở cô gái lên cầu Thuận Phước, đứng ở đây và họ có thể ngắm toàn thành phố. Và Phương đã tỏ tình với cô. Tình yêu của họ lớn dần lên theo những ngày bên nhau. Cuối tuần, đôi trẻ thường chở nhau đi khám phá nhiều địa điểm trong vùng. Biết con trai yêu cô gái ngoại quốc, bà Như Lan, mẹ của Phương lo ngại. Người phương Tây sống thoáng, không biết vung vén cho gia đình như phụ nữ Á Đông. Nhưng ngay buổi đầu Elise đến nhà chơi, nỗi lo của người mẹ đều bay biến. Cô gái vừa bước vào cửa đã cúi đầu lễ phép chào hỏi bằng tiếng Việt và sau đó hoàn toàn không gặp trở ngại nào trong giao tiếp, dù mới sang Việt Nam không lâu. Elise biết đi xe máy, thành thạo chở búa. Mỗi lúc cô đội chiếc nón lá, cắp cái làng ra chợ, nhiều người bán hàng vây quanh để được nghe cô nói tiếng Việt. Vào một đêm trăng tròn đầu năm 2015, Phương chở Elise lên bán đảo Sơn Trà, chọn một nơi đẹp nhất để có thể ngắm nhìn cả thành phố vào ban đêm. Chàng trai đã quỳ xuống cầu hôn. Đã hơn 5 năm qua đi nhưng cặp vợ chồng này vẫn mặn nồng như xưa. Để giữ lửa hôn nhân, cặp đôi cho hay cần phải biết dành sự tôn trọng cho chồng và tình yêu dành cho vợ. Huỳnh Quang Vinh. Anh Huỳnh Quang Vinh chưa từng nghĩ mình sẽ lấy vợ Tây, nhưng cuối cùng lại gắn bó cả đời với một cô gái Đan Mạch có khuôn mặt xinh như thiên thần. Anh Vinh vốn là chủ nhiệm một tiệm ăn nhỏ ở thành phố miền Nam Đan Mạch. Cách đây hơn 4 năm, anh không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của Emma Grishin, cô gái Đan Mạch có nước da trắng bóc và đôi mắt hút hồn. Cô thường xuyên cùng gia đình đến cửa hàng của anh ăn tối. Về phần mình, anh Vinh đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại và cách ăn mặc bụi bặm của cô gái Tây. Thế nhưng anh chưa từng có ý định làm quen cho đến khi Emma kiếm cớ đem vỏ chai nước đến trả lại để nhìn mặt anh rõ hơn. Chớp cơ hội, anh Vinh đã xin số điện thoại và Facebook của cô. Họ nói chuyện hàng ngày qua Facebook. Emma mê chàng trai Việt đến nỗi thường xuyên ngắm ảnh anh đến 3 giờ sáng rồi ngủ thiếp đi. Cô cũng không ngại ngần cùng anh đi dạo, tâm sự mọi thứ như không có bất cứ khoảng cách văn hóa nào. Anh Vinh thì cảm nhận Emma giống như phụ nữ Á Đông hơn là một quý cô phương Tây. Cô có vẻ ngoài cá tính và bụi bặm, nhưng lại ít nói, rụt rè và hay đỏ mặt xấu hổ. Điều này khiến anh Vinh cảm thấy thân thuộc và gần gũi khi ở cạnh cô. Vỏn vẹn một tháng sau, anh Vinh theo Emma về nhà ra mắt. Vài tháng sau nữa, Emma thông báo mình mang thai. Hai người dọn về sống chung. Emma hiện đã mang bầu em bé thứ hai, được chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng. Sinh ra và lớn lên ở hai đất nước khác nhau, sự khác biệt văn hóa là không tránh khỏi. Anh Vinh kể lại những kỷ niệm dở khóc dở cười trong ngày đưa Emma về ra mắt. Trước khi đưa Emma về ra mắt,
Tôi đã cấp tốc luyện tiếng Việt cho cô ấy, giải thích cho cô ấy hiểu vai vế của từng người để xưng hô cho đúng, nhưng cuối cùng thì vẫn loạn cả lên. Emma chào mẹ tôi là, em chào má, chào anh rể tên Lượng là, em chào anh Lợn. Cả nhà lại được một phen cười nghiêng ngả với nàng dâu ngoại quốc, nhưng ai cũng hiểu cô ấy đã nỗ lực thế nào để hòa nhập với mọi người. Anh Vinh và Emma dự định sống lâu dài ở Đan Mạch và chỉ về Việt Nam vào các kỳ nghỉ. Họ cùng làm một kênh YouTube chia sẻ những cuộc sống muôn màu ở Bắc Âu, thu hút lượng lớn người theo dõi. Tình cờ gặp nhau trong một lần đi du lịch, anh Đặng Ngọc Anh ở Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình và chị Michelle ở Mojo, Ireland đã cảm mến và đến bên nhau khi viết nên câu chuyện tình lãng mạn. Năm 2014, anh tình cờ gặp Michelle đang đi du lịch cùng bạn đến Việt Nam trong chương trình tour tại Đồng Hới. Trong khoảng thời gian 3 tuần đi du lịch cùng nhau thì nảy sinh tình cảm. Chàng trai Việt nhớ lại, trong vòng 3 tuần, mình thích cô ấy nhưng dám nói. Lúc cô ấy ở Hà Nội thì mình ngỏ lời mời về Đồng Hới chơi thêm một tuần nữa. Michelle đang đi cùng hai người bạn nhưng đã đồng ý quay về lại Đồng Hới. Sau một tuần thì Michelle rời Đồng Hới đi Campuchia gặp bạn. Lúc đó hai người không có một hứa hẹn nào hết. Trong quá trình Michelle đi Campuchia gần một tháng thì hàng ngày mình và cô ấy nói chuyện với nhau qua Facebook. Mình nói có cảm tình và muốn Michelle quay về Việt Nam, đặc biệt là Đồng Hới vì Michelle rất thích Đồng Hới. Michelle đồng ý, xin visa và quay về Đồng Hới. Tại Đồng Hới, công việc đầu tiên Michelle làm là dạy học ở một trung tâm ngoại ngữ. Trong thời gian quen nhau, Ngọc Anh có đưa Michelle về nhà chơi, nhưng chỉ nói với gia đình đó là một người bạn. Trong một lần, Ngọc Anh đưa Michelle về nói sẽ làm lễ đính hôn thì gia đình ngỡ ngàng và không tin. Mọi người cứ bàn tán nhau, băn khoăn rằng lấy nhau vậy sao hiểu được chuyện này chuyện kia vì khác biệt ngôn ngữ. Anh có nói dần dần rồi cũng sẽ hiểu. Sau đó họ làm lễ ăn hỏi. Từ đầu gia đình Michelle cũng có phản đối, gia đình cô ấy nghĩ xa xôi và chưa hiểu rõ về con người Việt Nam như thế nào. Về phía Ngọc Anh, dù chưa qua Ireland, nhưng từ khi quen Michelle, anh đã nói chuyện với gia đình cô ấy qua Facebook và sau đó cũng nhận được sự yêu mến. Hiện hai vợ chồng đang quản lý một nhà nghỉ dành cho khách nước ngoài bên bờ biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Bùi Khoa ở thành phố Hồ Chí Minh và Sasha Herbert ở California, Mỹ, quen nhau tại Đại học University of California, Mỹ. Năm 2011, anh làm việc tại khoa công nghệ thông tin của trường. Cô đang theo học tại ngành thạc sĩ kinh doanh. Lúc ấy hai người chỉ đơn giản xem nhau như những người bạn, có đi ăn uống chung nhưng chưa từng thổ lộ yêu nhau. Đến tận năm 2017, sau hơn một năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Sasha bất ngờ gặp lại Bùi Khoa trong một lần tuyển diễn viên cho MV cover sắp ra mắt. Buổi hẹn đầu tiên của hai người tại Việt Nam cũng là ngày Valentine. Trong bữa ăn, Khoa đã ngỏ lời yêu và Sasha đồng ý hẹn hò với chàng trai này. Sau khi đồng ý hẹn hò, cả hai thường đăng ảnh chụp chung được nhiều người chú ý. Chuyện tình trai Việt gái Tây của Sasha, Bùi Khoa từng được nhiều người ngưỡng mộ và chia sẻ nhiều trên diễn đàn mạng xã hội. Khác biệt về quốc tịch, văn hóa nhưng với sự cảm thông, chia sẻ, đặc biệt là tình cảm chân thật, Khoa và Sasha đã tìm được tiếng nói chung cũng như cả hai bên gia đình bật đèn xanh cho mối quan hệ. Cái kết đẹp cho mối tình Việt-Mỹ của Khoa và Sasha đã giúp nhiều người có cái nhìn khác hơn về đàn ông Việt Nam. Tình yêu quả đúng là có thể khiến con người vượt qua được những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, quốc tịch để đến với nhau. Bạn nghĩ như thế nào? Chia sẻ ở phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.